cũng tỉnh đi thôi. Thực tế là trên phay cũng có nhiều lắm nữa, mình nghĩ là mắt thấy tay đơ. Quay rồi thôi, quay rồi. Xoáy xoáy cảnh đấy, nặng lắm đi. Cái này đấy đấy à đây là đấy cảnh đấy xin chào nhé. Người án bọn mình qua đây một người tung tung ở sau lưng xoáy đấy. Còn bên nhân đạo ông ơi, có cái bác đây cái phong tân bảy sáu cái đó bảy gì nè, ừ bảy sáu đó ta toàn thì cho xin cả thôi cổ này chơi cho vui vui mà có cái gì đâu. À, nhọt ở Hà Giang thì sưu tâm xe đạp về riêu riêu Đinh Lăng con ông xoài thì bán cái đồng cổ cho nhân viên thôi xem ở đâu hôm nay là chỉ có làm sạc đẳng cấp thì chơi được bài trước cho nó đưa đẳng cấp thì chơi được vui thức tí đi biết thì chơi được cái con mình thì chịu tôi thành nên bay đây tôi cũng hỏi mấy thế nào chẳng cái đồng cổ này toàn cảnh phòng trà. Nhà đồng đội xoáy. Ôi rồi bác ơi anh em mình nhá. Đến trong nhà đồng đội xoáy rồi anh em mình nước. Sau đó quay lại thôi chứ không là trong cái chỗ hàng chờ. Đúng rồi, đúng rồi. Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi. Vâng, ok anh. Có gì? Có gì?